Thì giáp danh với Keo Seima và Modokri. Thì bên phải là cột mốc 65 rồi nè. Đây là 65-2 thì là phía Việt Nam. Bên kia là 65-1 là nằm bên đất Campuchia. Giáp danh giữa hai huyện là Keo Seima, huyện Phú Đốc, hai tỉnh với này tỉnh Modokri. Tỉnh Modokri là cái khu vực miền núi trung du của Campuchia, Đông Bắc, Việt Nam. Bên này là 65-1. Đây là địa phận Campuchia. Bên kia cầu là trạm kiểm soát của Campuchia. Đây là cái khu vực siêu thị, là khu này là có thể đổi được tiền đấy, đổi tiền nếu mà đây là khu vực casino, mọi người đến qua bên này là khu bên tay trái là khu casino đây, cái cửa cái đường của casino bữa nay là có rộng lắm. Đây là khu nhà nghỉ, khu nhà nghỉ đang xây dựng, còn đây cũng trong mấy đô thôi. 101-102 đô một đêm, 2,5 triệu, cũng giá cũng cao nhỉ. Khu nhà hàng ở đây nó đang chuẩn bị làm cái khu giống như trung tâm thương mại ấy, cái khu mà giao lưu mua bán giữa hai quốc gia Việt Nam Campuchia, ai có hàng kéo cửa lên hàng Campuchia thì đưa về. Đây, hàng Việt Nam thì đưa sang bên đây, xong là hai trao đổi với nhau tại khu vực này. Rất là đáng. Xin chào tất cả các bạn. Hiện tại thì QT Dịch Chuyển đang có mặt tại một cái vùng đất của nước bạn Campuchia. Thì cái đợt vừa rồi mà QT Dịch Chuyển thì đi ra Tây Bắc để và Đông Bắc để ghi hình cho quý vị các bạn này, thì về thì nó cũng bị bệnh như quý vị. Đây bây giờ cái giọng nói thì cũng còn đang là rất là khàn luôn. Nhưng mà hôm nay tôi quyết định là đưa quý vị các bạn đi xa một chút, chúng ta đi chơi xa một chút xíu, đi hẳn Campuchia luôn. Thì đồng hành cùng với lại QT Dịch Chuyển có một cậu em khá là thân luôn, anh em thì rất là thân thiết, thì với nhau cũng nói chung là như anh. Đây là Cường thì cũng làm bên công an của tỉnh Bình Phước. Đó thì Cường là làm bên bộ phận gì nhỉ? Em muốn quản lý xuất nhập cảnh. Quản lý xuất nhập cảnh. Thì tại vì trong cái chuyến đi này thì chúng ta chỉ đi ngắn ngày thôi, đi trong ngày thôi, gọi là đi qua chơi thôi. Trước mắt thì đi qua chơi một hôm đã, rồi mai tôi sẽ đi lâu để ghi hình một số những cái phong cảnh bên này cho quý vị các bạn tham quan luôn. Ở bên này khá là nhiều, tại vì đây thì nó cũng là giáp danh với tỉnh Bình Phước. Ở đây nó là huyện gì nhỉ? Huyện gì, tỉnh gì nhỉ? Khu vực Keo Seima, tức là nó tỉnh Campuchia, giáp danh với này. Huyện Phú Đốc. Nó là huyện Keo Seima chứ hay là tỉnh Keo Seima? Huyện Keo Seima. Có tỉnh gì tỉnh của nó? Modokri. Thì hôm nay đi cũng tiện sang đây thì tham quan luôn mấy nhà anh em mình cũng có thân biết bên này. Trước kia thì anh em cũng có giao lưu với lại một số anh em ở bên này, người Campuchia luôn, thì cũng liên tiện sang tham quan rồi cũng tiện ghi hình luôn cho quý vị các bạn biết là cái ở bên Campuchia này có những cái gì đó, những cái đất nước bên đất nước bạn thế nào, phong cảnh như thế nào. Đây này, ở đây là những cái vườn rác thì nó cũng như bên Việt Nam thôi, nhưng mà cái phong tục tập quán thì chắc chắn nó sẽ khác rất là nhiều quý vị. Đó, cho nên đây là nhà dân này, thì phía này là dân này, ở cái đường ngay cửa khẩu vừa xong chúng ta đi qua cửa khẩu đó. Thì đứng đây giới thiệu cho quý vị bạn ngắm luôn ở đây. Chúng ta sẽ đi tiếp, nó đi hành trình tiếp luôn quý vị. Đi đến đâu rồi sẽ ghi hình cho quý vị bạn biết luôn. Thì Cường chạy đi. Thì Cường là Còn cầm máy thì là một đồng chí tí nữa sẽ cho quý vị biết mặt. Chưa lên TV bao giờ nhé. Rồi chúng ta lên. Rồi chúng ta sẽ chạy đi vào chỗ nhà một người cậu em cũng biết, nói chung có quen biết, để đi tham quan luôn. Narit vào thăm nhà bạn Narit, cũng là công an cửa khẩu Nam Vang Kê, phụ trách cái cửa khẩu, công an kiểm soát cửa khẩu. Narit là cũng là cán bộ công tác ở cửa khẩu Nam Vang Kê Hoàng Diệu này, là bà đấy cũng công tác được hơn chục năm rồi. Thì là gọi là mình, anh em mình gọi là Tèo đúng không? À, tên đường người Việt Nam gọi là Tèo. Thì nói chung là quý vị thì QT Dịch Chuyển thì cũng có quan hệ một số anh em, thì nói chung là chơi thân với nhau lắm. Như Cường rất là cũng khá là thân, anh em cũng rất là thân thiết luôn. Cường thì ít tuổi hơn mình, hơn QT Dịch Chuyển, nhưng mà anh em rồi sang bên này cũng có một số anh em bên Campuchia nữa cũng có quen biết, cho nên tiện ghé đưa luôn quý vị vào tham quan luôn một số, xem nhà anh em rất là bên Campuchia như thế nào đấy. Bên này cũng nóng lắm quý vị. Đó, đường bên này thì chất giọng nó không được ngọt ngào. Nhưng vậy cho nên mới đưa luôn các bạn đi tham quan xa một chút xíu, sang hẳn Campuchia luôn. Sang nhưng mà muốn review những cái phong cảnh rồi những cái dân dã ở Campuchia như thế nào, cuộc sống bên Cam là sao. Những cái kiến trúc xây nhà bên này nó khác toàn bộ, nó chỉ qua một con sông thôi. Rồi, các bạn thì đến lúc này thì lâu lắm rồi gặp được đồng chí Tèo. Đây người Cam. Rồi, đây có món. Đây mấy anh em thì có món thịt dê chắc với lại thôi, có mấy cái bánh sang cho các cháu nhà, tại lâu lắm rồi. 5-6 năm rồi anh em không gặp. Lâu rồi. 6 năm rồi đấy. 6 năm anh em mình không gặp. Thì trước đây anh em có gặp cái nhà ngay từ cái chỗ mà đứng giới thiệu ngoài đó, thì đứng ngay trước cửa nhà luôn. Đó, nhà xây rất đẹp. Dạ. Anh cứ giới thiệu tham quan đi. Đấy thì anh em cho mọi người đến tham quan ngoài khu vực này. Đường lớn hai trăm mấy. Đấy à. Đường lớn vào là 200 mấy chục mét. Đấy. Ở đây là đất là đá ong rồi quý vị. Đây là như mình là những cái ban thờ này là có hiểu thờ thiên nhỉ? Đúng rồi, thờ thiên, thờ giống như mình cũng trong khu vực ở đây là ở cho thoải mái, cho ở cho yên chứ là tỉnh dịch không được này. Hả? Nhà Tèo là thờ là theo đạo Phật nhỉ? Phật là thờ Thích Ca Mâu Ni nhỉ? Đúng rồi. Ở bên này thì người Khmer thì phần đa là theo Phật theo đi theo hệ phái Nam Tông, Phật Thích Ca Mâu Ni. Vị Phật nó sáng lập ra đạo Phật giáo đấy. Đó thì nó cũng như miền Tây mình thôi, miền Tây ở bên Việt Nam là cũng đó, tham quan mấy cảnh cái tí anh em ngồi sau đi với nhau tí lâu lắm rồi. Bữa nay là đang cảm cho nên nói không được. Tính là qua mấy hôm rồi, nhưng mà nó đang cảm tí. Ba đấy. Đạp ba năm. Rồi vào đi để tham quan tí, rồi vào coi tham quan nhà tí. Ra đây ngắm, đây là cái đường, thì từ cái đường bên ngoài vào đây này các bạn. Đây ông Đức quay dùm dâm cái cảnh ngoài này tí. Đó. Đây là nhà hàng xóm ở Tèo, thì ở đây thì mấy nhà thì cũng như Việt Nam thôi các bạn. Thì tí nữa anh em sẽ đi tham quan ra chỗ khu chợ trước nữa, tham quan này. Ở đây với chợ thì người ta buôn bán những cái gì, xem có khác Việt Nam hay không này. Ở bên này cũng rất là nóng luôn quý vị. Nhà rất là đẹp. Thôi thì chúng ta đi vào trong nhà tham quan nhà Tèo vậy. Thì Tèo thì trước đây anh em cũng khá là thân thiết với nhau. đó, quanh quanh nhà. Đấy, mấy cái nồng nuôi gà đá này. Đây thì đây là giới thiệu bạn, đây là ông chú. chú em chứ không phải là chú. Nói bạn mình thì mấy anh em cùng bên đó đi sang bên này tiện đi tham quan luôn. Đó, vào tham quan nhà tẹo coi. Nó thì cũng như bên Việt Nam thôi các bạn, thì cũng nhà toàn cửa gỗ vip quá tèo rồi. Cửa bây giờ những cái cánh cửa gỗ đã đồ gỗ thì đó. Em đang chế biến tí món ăn này là thịt dê, món này là món gì đấy? Sào lăn. Sào lăn à? Dê bên này hình như đắt hơn Việt Nam rồi đúng không? Ở đây cũng đúng rồi, 25 ngàn. Không đi. Tèo còn con Camry này hình như là cũng lâu rồi đấy đúng không nhỉ? Khác. Con này đời bao nhiêu Tèo ơi? Cái này. Cái này nếu mà còn mới còn ngon là cũng hơn 30. Nhưng mà nó đời bao nhiêu, nó năm bao nhiêu năm? Đời xe em là đời cái này 93. À 93. Nó sẽ xe này là khá rồi, số tự động hết rồi. Xe bên này là xe bên Cam này là nhà ai cũng có luôn, không có đó, bên nhà bên kia rất là xe nào cũng, nhà nào cũng có xe hết. Đấy, xe bên Cam rất là phổ thông, toàn Camry. Mấy con này chạy rất là sướng, chạy đầm, xe đầm. Hơn ngàn người Việt Nam thì mua đủ bánh. Hả? Hơn ngàn Việt Nam mua được mấy cái bánh tiêu. Hơn ngàn của Campuchia là mua được cái xe ô tô. Hơn ngàn đô, hơn ngàn thì nó vào được, gọi nó vào khoảng ba mấy triệu. Đó. Đô là 23, 24. 20, gọi 25 đi, 25 thì hơn ngàn này có hơn 30 triệu, đấy, như con này hơn 30 triệu. Hơn 30 triệu là có xe Camry đi rồi các bạn. À, bên Cam nó là như vậy đấy. Đây bên kia là nhà nào cũng có xe hết, toàn Camry. Đó. Rồi các bạn, thì giờ anh em mấy anh em đi lên trên chợ gì nhỉ Tèo nhỉ? Keo Seima. Lên trên chợ, đưa quý vị lên trên chợ tham quan chợ coi như nào. Bên này đã chuẩn bị đưa quý vị đi tham quan chợ ở Campuchia. Chợ Campuchia bán cái gì? Buôn bán ra sao? Giờ này đã đi hơi trễ. Người ta đi chợ về hết. Này mùa mì này cũng sắp thu đến nơi rồi nhỉ? Mì sắp thu rồi nhỉ? Ừ. Bên này là nhà người dân hay là nhà gì đấy? Chứ trồng đi trồng nhà người dân, mấy ngày người dân cũng được tốt mấy nhỉ? Trồng đại gia nó to vật đất cái này tính theo tiền bán theo xào hay theo vật đất, cái này cũng theo xào có theo mẫu có theo mét có này. Thường thì trung bình một mẫu một xào nó khoảng bao nhiêu? Một hecta tính hecta. Cái cây kia là cây thốt nốt à Tèo? Quá anh thốt nốt anh. Đây cũng là bên Việt Nam, bên chỗ Bình Phước này không có, nhưng mà sang đây đã có luôn rồi nhỉ? Có cây thốt nốt rồi. Này Vì này là nhà, những nhà này nó gọi là nhà của ông gọi là núp thum đấy nhỉ. Anh quay sát trên đây được. Rồi anh quay được. Hoặc đâu trong kỳ nữa là đi chỗ nhà đèo thì khoảng tầm bao nhiêu tiền nhỉ? Khoảng 500 mét. 500 từ Việt Nam mình. 500 đô thì nó vào 10 mấy triệu. Rẻ. Thế nó còn rẻ. Vừa rồi Việt Nam mà chốt một cạnh đường nhựa như thế này mà trong đó nó phải 7-80 triệu, 100 triệu từ Việt Nam. Trong đó không, trong đó để kiếm tiền xong rồi nhờ anh Tèo mua cho mấy chục mét. Mình mua được để tên á. Đất bên này á? Dạ, cho người nào thân mình đứng tên á. Dạ. 21 mình mướn cho người ta lại hay là mình bán. Dạ, đúng rồi. Để lâu là nó lên giá chứ. Cái giá này ở trong kia 100 mét, 100 hết, 10 hết. Ta bán có 5 ngàn này. 5.000 đô mà 5.000 đô à? Mà bao nhiêu hết này? 10 mét. Em bận tí á, có gì em đi sao? 10 mét. 15 năm 2 năm thì được không? Từ đây vào chợ nhà Thảo, vào chợ mấy khoảng mấy cây Thảo? Khoảng 8 cây. 8 cây. Em đi tới chợ. Ở bên này sang bên này đã thấy nhiều. Phố Semerum 68 km. Cột mốc là mới chỉ dân. Cho nên trung tâm thành phố. Hồi năm ngoái là nó có 68 km. Số đất nhiều ở Việt Nam. Chắc không nhỉ? Bên này Việt Nam làm gì khó nhỉ? Nhà bên Cam rất là đẹp luôn, kiến trúc rất đẹp. Tìm được về. Để đi khỏi nhanh quá không? Không, nó bình thường, nó cứ đi bình thường đấy thôi. Sợ bắn tốc độ bên này thôi chứ. Quay. Không. Đây là không việc gì, nó không sao đâu. Quan sát giống như bên Việt Nam vậy. Mỗi biển là chữ khác thôi đúng không? Cách thành phố Long Bình 312 km. Như cái biển báo cảnh báo nguy hiểm bên này nó khác bên mình nhỉ? Nhìn cái mẫu biển rất khác hết bên mình. Bên này cũng trồng điều, cao su, dừa rất này, đủ hết luôn. Nhìn thấy ông kia đội nón bảo hiểm hay là người Việt Nam? Người Cam. Ở đây về Sa Lô bằng từ đây đến tỉnh Modokri 68 km. Có những cái hình của hai vị lãnh đạo như nào nhỉ Theo nhỉ? Những cái hình của hai vị lãnh đạo ở bên đường ấy. Bên này đúng không? Chỗ này là chỗ cục hải quan. Không, nhưng mà có những cái hình của hai vị lãnh đạo. Hình đó là Hun Sen. Ông Hun Sen nhỉ? Ở bên này toàn là nhà nào cũng toàn Nexo. Nexo. Cục hải quan rồi hết. Cán bộ hải quan. Mà hải quan cho cơ khẩu thì chỗ này khác nhau anh nhỉ? Vâng. Tức là cán bộ hải quan ở trên cấp tỉnh này. Cũng phải cấp tỉnh cái này của bộ. Đó của bộ. Đó. Quán bia, quán nước, quán tạp hóa. cái cột mốc này thì mình chịu Keo Seima, chọn Keo Seima 3 km. Đó, cái bản đường giao thông nó khác ở bên Việt Nam này, bản kẻ áo nguy hiểm. Bên này nhà nào cũng thấy có cái Camry nhỉ? Toàn xe Camry. Camry bên Nexo không? Nexo. Xe này đi đầm. À, xe này như là của Hàn Quốc nhập khẩu. Con của anh hả? Dạ. Ông nó cũng không biết nữa. Nó đầm xe này. So với này, cái xe trước đi của ông bác em là thì kia cảm giác nó nhẹ xác hơn. Cái này thấy bên đầm nó nằm tuần rất nhiều. Thôi em có đặt nhiều đây trong một ngày có mấy 20 mét. Bữa nay bên này có hay bắt nón bảo hiểm không Tẻo? Có anh nón. Bữa trước sang chạy không nón bảo hiểm chặt ga ở đây chắc. Thấy bữa nay bà con đội nón bảo hiểm ác rồi, nhiều đấy nhỉ? 20 riêng. Nhìn tới cái ngã ba chỗ, ngã ba mới có hình. Đây này có hình, cái bên đường này có hình của hai vị lãnh đạo này, có ông Hun Sen. Thủ tướng Hun Sen. Ông Hun Sen thì mình nhìn quen, còn một vị lãnh đạo nữa mình cũng không biết mà. Nhưng ông Hun Sen là bây giờ nó đang là bên lãnh đạo đương thời của nhất của nước này nhỉ, của cao uy tín cũng tức là mới chuyển giao quyền lực lại cho con trai lớn Hun Manet. À, ông Hun Sen à? À, ông này là cố vấn cái chính trị, thủ tịch. Ông là cố vấn thượng viện. Cái phong cảnh này thì nó giống vùng nào ở Việt Nam mình rồi, cũng như Bình Phước vậy nhỉ. Trồng điều. Thế đây trồng điều, trồng xoài, trồng cao su. Nhưng sao bên này có vẻ nóng hơn bên Bình Phước tí nữa. Cảm giác nóng hơn hay sao? Đường thì lên Modokri, lên Đồ Răng, rồi sang mé bên kia là chậm. Đấy nó có cái chỉ dẫn địa lý. Anh đi bộ vào review hay là sao? Đi bộ vào quan chợ coi có cái gì hay không. Đó. Cái này là Modokri này đi. Xuân đua là lẽ trái đấy. Đây là Modokri. Cung lộ 76 của Campuchia. Một đường thì về Campuchia, còn đường này là lên trên tỉnh. Đây cái món này, đây có cái món đặc sản, tí nữa mình sẽ lại mình tham quan mua luôn, mua ăn thử. Cái này là đặc sản ở Campuchia, đặc trưng kiểu là món đây bên này đúng không? Tí nữa sẽ sang đó mua một ít. Anh cứ đi vòng vào không tí anh vòng ra anh mua ăn thử. Cái đó là cái nặng nhất. Trước em lên lô bênh em đứng em bán luôn mà. Đây có cái món, có cái món đặc sản. Thôi đi vào trong này đi tham quan rồi chút xíu nữa chúng ta sẽ ra mua một ít đồ mang về ăn thưởng thức. Đấy, thì ở đây bên này bà con bán đồ cũng như ở bên Việt Nam đấy. Cái hàng này là hàng chắc ở nước mình sản xuất hay là sao nhỉ? Nông Bình. Con Đông Bắc sản xuất đồ ngon. Đó, đây. Hai vô Việt Nam, hai vô Bình Phước mau. Em loại bánh chuối. Cái hình chút nha chị nhá. Bánh chuối chiên. Cái này là cái món gì đây ấy? Dạ. Nó là củ cải à, củ cải muối đúng không? Đó. Ngon cô biết tiếng Việt không? Dạ. Mà anh pha món đó. Bánh rán. Đại sò xa, mua này ăn. Đi tham quan chút đã. Cái kia mong quay tới từ ba từ xin chào là tiếng Căm là như thế nào? Chắc chị rất biết hết tiếng Việt chứ đúng không? Biết tiếng Việt không? À biết ít rồi. Nay thầy tiếng nó bị khàn quá các bạn, cho nên nói không có được. Nói càng thấy nó rẻ hết tiếng. Trong này cũng là bán hết những đồ túi xách rồi là mọi thứ này. Thì chúng ta đi vào đây tham quan tí rồi ra hồi bánh trái. Gọi là nói chào nào, nói sao tiếng Căm ấy? Chỉ biết xua. Cái gì? Chum riết xua. À chum riết xua đúng không? À, xin chào. Chum riết xua. Hello. À, hôm nay luôn thôi. Hotel. Ok không? À, đó trong này bán quần áo, chắc mọi người buổi trưa mọi người cũng nghỉ rồi. Yeah. Phía này có bán gì? Này là quần áo tính mua về cho cô à? Mới lũ anh trai mới xét thử nãy cha mặc lên trở lại. Đó này gọi là 4 ông đàn ông đi chợ tham quan để có tèo. Thì có may có tèo là sẽ phiên dịch cho. Đó thì nó cũng cái phong cảnh thì cũng giống như ở bên chợ Việt Nam thôi, tại vì ở đây thì cái chợ cửa khẩu này thì nó cũng giáp với lại Việt Nam cách khoảng mấy km thôi. Hàng ở đây thì phần đa là bán của nước nào? Nhiều lấy phương Pinh xuống à? Thì có Việt Nam không? Có hàng của Việt Nam không? Đây, nguyên xe đây, áo của Thái. Quần áo của Thái á? Cái này thì cũng tiệm vàng bạc này. Vàng rất này. Đây hàng này của Mazain Việt Nam, Thái Lan hay Campuchia? Đã. Campuchia. Campuchia. Ở đằng phần lật nó ná tê tê rụt nâng Campuchia. 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 Thích mềm. Cái này là đồ nót. Campuchia. Rồi. Lễ nhá. Huyền xe. Có Thái Lan. Bạn nhìn Thái Lan. Đồ. Mình tầm lên Thái An. À, Bắc Thái Thái. Miền Campuchia hay Campuchia. Mình mua cái gì được nhỉ? Mình Thái Lan từ Nam Vang Kê. Đó, mấy bộ đồ nữ kia cũng rất là đẹp chứ nhỉ? Mấy bộ đồ bộ nữ đẹp ấy. Cũng như hàng Việt Nam, hàng Thái Lan giống nhau. Cái này là này đấy á. Wow. Của Thái Lan hay của này này. Cái này nó bật mai giờ nè, nó đang mai nữa, làm chi? Ô bay chi? 200 ngàn. Cái này pin mềm không? Cái này có 25 ngàn này, 25 đồng Việt Nam đồng. Cái này mua mỗi cái dây này không có được không? Mua cái này cái được không? Những cái này người ta phải cùng tính cái này luôn, cái này kêu là ngày bỏ. Này trong tinh tặc xài đến quan ập tôi nhồi cá đa nó tặc xài luôn từ lại mình nắng đây. Cái này là bao nhiêu tiền? 200 ngàn tiền Việt. 200 cả cái này. Ta tính bán dây bán này hết không. Bớt đi. Nhưng mà nó của Việt Nam, của nước nào? Cắt tha lấy này của Campuchia thôi. Cái này là cắt tha lấy cho bán khá ập cặp dầu pin. Vậy ta nó đặt bana nó kinh đọc phí mình cắt lại hết á. Ba. Bên này trong này có may rất luôn này. 250 hai cái. Đó, mình không biết tiếng cho nên mình cũng rất là khó giao dịch. Thì đang có một lịch trình thì chắc ít bữa nữa sẽ, tại vì hôm nay mới đi qua bên này thôi, qua bên này để tham quan trước đã, rồi sẽ có một cái lịch trình QT Dịch Chuyển sẽ có một cái lịch trình để đi sâu vào trong tiếp. Đó, sau ở trong đấy sẽ có thể đến những cái khu du lịch ở trong Campuchia, hoặc là và đa là mình muốn review những cái phong cảnh, hoặc là những cái gọi là những cái video khám phá ở Campuchia này để giới thiệu đến mọi người. Kể cả ở miền Bắc, ở Việt Nam thì mình cũng muốn như vậy, bởi vì thích những cái video khám phá hơn các bạn. Khám phá như thì nó có cái biết được những cái địa danh mới. Sau một hồi giao dịch mua bán thì mỗi Cường mua được cái gì? Cái dây nâng với này bộ đồ. Thực tế nếu mà mình mà đi qua bên này á, mình không có người dẫn ấy thì rất là khó giao dịch quý vị. Tại vì người ta cũng không biết tiếng mình ấy, cho nên gần như kiểu không biết là giá cả làm sao, cho nên rất là ngại hỏi. Thì mua nhưng còn là mua con cái con đặc sản đúng không? Ở đây này là đặc sản của bên Cam. Thực tế là anh cũng nghe cái món đó nhưng mà chưa ăn bao giờ nhỉ? Cái đó nó con chè. Đi ăn chè chưa ạ? Theo nhu cầu của khán giả sẽ đi ăn chè trước. Rồi. Đây như món chè đỏ, chè trắng. Chè này. Chè chuối. Đa dạng các loại. Tiểu thạch này. Cho em chè này đi. Chè đàn này mà thòng. Đem về. Anh em mình ăn thì xeo món xanh. Không xanh nhà nó xanh kìa. Đây này hai bọc cái gì đấy? Anh lấy nào? Bột rồi. Anh ăn gì nhỉ? Anh cái món này đi. Chè. Nhưng mà nóng không có đá. Không đá. Cái này không bỏ đá đâu. Hay là ăn cái món này là chè gì đấy? Cái này vẫn ướp đây bạn gì cái là có đậu trong đó. Chè trôi nước. Trôi nước thì mình ăn rồi. Thì mình Việt Nam mình có cái món này là món gì? Chè dừa. Chè dừa đúng không? Đấy món cho cái này đi, cái này nhưng không nghĩa là không nó dẻo. Các bạn nhìn thấy con gái cầm xinh không? Đó, mình quay chè thôi nhưng mà quay luôn cô gái cho các bạn nhìn nhá, rất là xinh xắn luôn. Đây là chè bí đỏ. Đấy. Đó, chè bí đỏ. Đây đây, Kéo ơi. Đấy gửi tiền cái chứ đổi tiền rồi mà không đổi tiền mà không trả, đổi tiền mà không ấy thì đổi làm gì. Đó, đổi tiền rồi mà lại đổi tiền mà ông Tèo cứ ông Tranh trả tiền không. Tí nữa là anh mùi kia. Đó, đổi tiền căm đấy mà toàn Tèo Tranh trả tiền thôi. Rồi là... à, đây, đi vào đây làm đẹp. Con là đẹp, làm đẹp rất là đẹp. Hồi khản tiếng quá các bạn. Tại mấy hôm nay đã sang đến Bình Phước ở mấy ngày rồi. Nhưng mà tiếng nó không... nó bị viêm họng ấy. Chúng ta đến lại kia xong mới không qua sớm được. Nên nó bảo chờ mà hôm nay nó đỡ mà nói mấy câu cái là nó lại... tiếng này khẽ khẽ rồi không nói được ra luôn. Mong quý vị và các bạn thông cảm nhé. Rồi chúng ta đi tham quan đất căm mà nói không được cái gì hết, mà mình cũng chả biết nói cái gì luôn. Đây bây giờ chúng ta lại đây để cái món đặc sản này thì đổi tiền rồi đây, nhưng mà toàn Tèo trả tiền thôi, mua đồ ăn. Lấy mấy lon này. Lấy mấy lon luôn đi, lấy 3-4 lon đấy. Cô gái bán cái món này em biết tiếng Việt không? Không, còn số chè Việt Nam ngon. À, cái món này làm như thế nào Tèo nhỉ? Đây. Đó, để đút mơ đi. Làm cái cách làm món này là như thế nào? Đây mình đắp có tỏi nè, tỏi với ta bầm với muối ớt á, các pha chung nhau. Nhưng mà cái này hình như là không có luộc, không có hấp nên đúng không? Cái này không luộc đâu. Phơi nắng. Cái nóng luôn. Anh nghe thấy bảo là phơi nắng đúng không? À, cái món này thì người ta sẽ có những cái gia vị này nhưng mà sẽ không có luộc cái con này lên đâu nha quý vị. Là phơi nắng cho nó tự chín. Đây. Lấy không, lấy tiền đấy đi. Anh đổi tiền ra, em đổi giùm anh đi. Đó, cô gái bán cái con hến cầm xinh gái không quý vị? Rất xinh luôn, trắng trẻo. Không đổi đi, không đổi tiền làm gì. Cái này là bao nhiêu tiền? Cái đó 50.000, gần 300. Gần 300.000 tiền mình á? Đúng rồi. À, mình thấy cái tờ này là gần 300.000 tiền Việt, cho nên lại không có tiền thối cả. Ông đâu có nói thế gì. Đây toàn đồng chí Tèo trả tiền. Sao có lấy thêm không? Nhìn rất là ngon, nó ăn thử đâu không em? Cái nón bảo hiểm kia nó khoảng nhiêu tiền Việt vậy anh? Cái nói nón bảo hiểm này sao mình bắt được? Cái giọng mình nó đang cái khe này ăn sợ con này thấy toàn là nó ớt nhiều lắm các bạn. Nhưng mà mình không có bóc nó. Em hỏi gọi. Con này kẻ ra một cách nào? Bóc vô. Bóc anh. Đâu em bóc kiểu gì? À, nó cũng khó ăn trời. Là cô gái không biết tiếng Bình cho nên nó rất khó nói chuyện các bạn. Đó. Cảm ơn. Đâu mình cho xem mấy con đó coi. Đây các bạn, thì thực tế là cái con này á, là nó sống luôn nha, người ta phơi nắng thôi. Đó, cái món này là món đặc sản này. Đó. Tức là nó không có luộc này đâu nha, không luộc không hấp này đâu nha. Thì sang bên này các bạn đi là phải đổi tiền từ tiền Việt qua tiền Cam thì sang đây mới mua được. Ngon. Ngon không? Phải nhờ cô bạn bóc hộ đấy. Tại một tay cầm máy rồi cho nên. Trường Anh ơi. Anh. Thank you. Rất là hay luôn quý vị. Mình cũng không tả được cái món này nó như thế nào. Nó rất là cay cay nồng nồng. Nó hay cái kiểu gì. Nói chung là rất là khó tả quý vị. Đây là món đặc sản của Vincam đấy quý vị. Thôi thì bây giờ anh em chúng tôi sẽ về qua nhà bạn Tèo. Qua nhà Tèo thì ít tuổi hơn QT Dịch Chuyển cho nên là cậu em biết cũng khá là lâu năm rồi. Em bây giờ sẽ về bên đó để ăn uống ở nhà Tèo. Đó. Phong cảnh Campuchia. Gần nông thôn, vùng nông thôn Campuchia. Rất nhà nào cũng có cái bàn thờ thiên nhỉ. Hello. Đấy, Toyota Camry. Đi vào đây ngồi uống nước đi. Hả? Đâu? Nước. Em biết tiếng Việt không? Sương sáo. Cho hai uống sương sáo. Đâu? Nước nào nào? Nước Campuchia này. Này bao nhiêu tiền không biết. Đây là sữa đậu nành. Bulman kia. Là bao nhiêu? Bulman Việt Nam. Campon Campuchia. Trả tiền trước là biết. Cho cái sơn giấy màu. Nó thì không biết là bao nhiêu tiền. Buôn man là bao nhiêu? Đó. Buôn man là bao nhiêu? Là bao nhiêu tiền? Buôn man ri hoặc là buôn man đô. Bao nhiêu đô? Em có biết tiếng Việt Nam không? Em có biết tiếng Việt Nam không? Chưa Việt Nam không? Chưa Việt Nam. Nhiều, 3.000, 4.000. Sao Việt Nam hỏi vợ mà không biết tiếng cái này? 4.200, 4.500. Vậy là 4.500. Đó. Trừ đi thì kia còn bao nhiêu tiền? 5.200 hai cái. 5.000 thì. 5.200, 5.30, 5.36, 2.27. Hàng 27 là hai cái á. Vậy là tính ra là mỗi cái nó có mười mấy ngàn à? Vâng. Nói chung là giá nước là rất giá thì nó như bên mình nhỉ. Quần áo rất thấy cũng rộng ý bên mình. So với cái tiền. Việt Nam thế mình trả tiền Việt thường là mình phải chích thẻ vậy. Thì cái giá thành ấy thì các bạn nó cũng Vincam này mua bán cũng như ấy. Cái đồng tiền của Vincam thì giá trị cao hơn so với đồng tiền Việt Nam mình rất là nhiều luôn. Một ngàn cam là bằng 5.000 mấy tiền mình nhỉ? 5.000 mấy tiền mình. Đồng tiền cam rất đẹp luôn. Đồng tiền cam rất là đẹp. Giống như cái đồng tiền thời xưa của mình, đồng tiền giấy thời xưa của mình. Tiền rất là đẹp. Rồi uống thử nước uống à? Nói chung công thức giống nhau. Cũng như sữa đậu nành Việt Nam thôi. Rồi các bạn, thì hôm nay sang lâu lắm rồi cũng sang Cam ấy, thì hôm nay rất là may món này nay Tèo lại ở nhà. Tèo mới làm nhà mới cách đây hơn năm rồi đúng không? Thì đến đây gặp được mọi người rất vui. Rồi thì chắc là mời chú đi. Dạ. Tèo ơi. Anh Thiên. Anh dạ. Anh Ni. Đây Bồng Thư. Chào em. Tôi Nhung Cường. Anh ngồi đôi gì? Dạ. Này rất là tiếc cho nên là vì mình nói là bị viêm họng cho nên không uống được ly với lại mọi người, rất là tiếc. Chứ chỉ nhẽ là phải làm ít nhất làm được ly. Kia là nó Tèo. Cạn hết tiếng con rồi các bạn. Đây rồi Tèo ơi. Có bài rồi. Mình ăn chua bao nhiêu thì mình bắt. Thế là cứ ăn đâu thích chua rồi, nhiều thì vắt chua. Nước gà bấn đi, nước có đá hả? Đây là món cá này, đây là cái món này là món hến mình vừa nãy mình mua ở chợ này. Đây bây giờ mình bóc review thực tế. Bóc mãi không được. Làm với cô em bán có thể bóc cho mình. Cũng không bóc được luôn. Không cắn được, cắn à? Cắn bẻ. Không, cắn cái gì? Bẻ bỏ vô cắn nghe. Tôi thua rồi. Cắn ngang lại. Biết đâu, biết đâu. Con không làm đâu. Đó. Đứt lưỡi nha. Đứt lưỡi nha. Này đúng không? À đúng rồi. Bụng tốt không? Dạ, cũng không tốt lắm nữa. Không, nhưng mà được cái trên xe lúc nào cũng có thuốc đau bụng. Rất là nhiều. Cái này bụng mới tốt nha. Tới câu chuyện á. Phải không đây gì? Vì tại vì cái món này nói thật chứ là nó là món. Cái này đâu có luộc đâu. Dạ, không luộc không hấp. Phơi nắng không á? Phơi nắng không á? Nếu mà thích chanh bóc chanh vô trong đó Cường, vô trong cái tô đó. Dạ. Cái này nếu nó đúng cũng rất là hay luôn. Thôi mình thôi cảm ơn Tèo nhá, lâu lắm rồi anh em đúng không? Tèo mấy năm rồi anh em mới gặp đấy. Cứ uống gì á? Em cũng đang bị đau họng nên là chưa dám uống. Cứ mới tắt tay xong rồi một lần. Nó mà không được. Cho bài chơi cho này. Ở đây trong cái việc mà vô trong này anh Cường, để trong này bỏ vô cho nó chua hả? Cái này là cá nhưng mà nấu như canh chua, nhưng mà mì giấm vậy, làm mì giấm vậy, nhưng mà mình phải làm mì giấm vậy. Thì vắt chanh vào thì nó phải có vị chua. Đó, đây này. Cá này cá gì nhỉ? Tây sọ. Cá gì? Này giống đây dê xào năn, dê nướng, ăn hến. Tính là Việt Nam rồi. Rất là ngon luôn. Món lạ nhất là cái món hến kia. Đó là độc quyền luôn đúng không? Độc quyền, rất độc quyền. Đấy, đã đó, tới mai nữa. Tới, mai nữa. Ông Mỹ ông cũng nhiều tiền. Dê nướng. Chấm nước mắm à? Em đâm mấy không đâm muối ớt. Đúng là đâm muối ớt. Muối ớt, đâm muối ớt. Nó đúng. Cái này nếu mà phơi món phơi nắng này phơi càng nắng nhiều càng tốt. Nhưng mà nó phải giữ được nước. Mất nước là nó mất ngọt. Nó này rất là hay nhỉ. Để nấu canh ăn cũng ngọt. Hến sạch. Hến của sông Mekong. Khi dùng Mekong thì cồn cát, anh nhìn mê luôn. Bài thân tới còn cà phê rồi Tèo ơi, anh em mình đang đi đây. Cảm ơn gia đình con theo không nhiều quá nhỉ, rồi 100% đi nhá. Nó có khoan ra hoặc là nếu thứ này thứ tư cho con nó này là 10 đảo đâu đây này. Nhà anh Thiên cũng đi cùng em lần hai lần nữa chứ. Thách nào bảo nhìn anh quen. Anh chiến đạp luôn. Anh đạp luôn, anh chiến đạp sân luôn. Đồ anh tớ muốn nói. Đúng rồi, bán chân ám mình Covid. Rồi các bạn thì đã sang đây thì cũng cho mọi người trải nghiệm theo cái phong cảnh bên Cam này, rồi là đến chợ, rồi cũng ghé qua nhà Tèo. Cũng cảm ơn Tèo rất là nhiều, vợ chồng rất nhiệt tình luôn, lúc nào cũng thế luôn. Tại vì bao nhiêu năm anh em không gặp nhau nhưng mà lúc nào cũng vậy. Tại Tèo với mình cũng biết nhau cũng khá lâu rồi cho nên gặp nhau cũng rất là vui, coi như là một cuộc hội ngộ qua khoảng 6 năm anh em gặp nhau. Với lại Cường cũng rất nhiệt tình luôn. Cường thì là bên công an của tỉnh Bình Phước thì cũng đưa anh em cùng với anh em đi rồi một chân trải nghiệm. Rồi có bạn Đức nữa thì là cũng bạn mình. Thế thì thăm bạn nước ngoài. Thăm nước bạn Campuchia. Rồi chắc có lẽ là QT Dịch Chuyển cũng xin tạm dừng cái video tại đây nhé, để cho anh em có ăn uống cho nó tự nhiên hơn đó. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một cái video khác tại một địa danh khác. Quý vị và các bạn nhớ đăng ký để đồng hành cùng với lại QT Dịch Chuyển nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Rồi anh em mình đi phạt. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.